có những người không dễ gặp bởi chính họ không muốn tự thể hiện mình để nổi tiếng lừng danh. Mặc dù cuộc đời và sự nghiệp của họ, khi biết được chúng ta phải nghiêng mình thán phục. Họ là thường dân, để làm thường dân thật dễ, nhưng cũng vô cùng khó. Tu tròn 10 kiếp mới thành thường dân. Có nhà thơ nào đó đã viết như vậy. Trong những ngày cuối năm 2021, bên thềm ngày hội quốc phòng toàn dân, theo chân người lính xe tăng thời trận mạc, cựu chiến binh Lê Đăng Khoa, đoàn làm phim chúng tôi tìm về một ngôi làng quê giản dị trên miền đất tổ ven dòng Lô Gia, xã An Đạo, huyện Phổ Ninh, tỉnh Phú Thọ. Nơi đó có một người mẹ đã đi qua 87 mùa xuân vẫn tả tần tự lập, chưa cần đến sự chăm sóc của con cháu. Một thường dân mộc mạc, giản dị, khiêm nhường, gạt mọi bề bộn đời thường để vui và sống trong tình thương yêu cũng giản dị chân thành của quê hương làng xóm. Mẹ Đào Thị Duyên, cựu thanh niên xung phong thời kháng chiến chống thực dân Pháp, người mẹ đã sinh ra 5 người con trai, trong đó có 4 người con đã đứng trong đội ngũ của những người chiến sĩ cách mạng cầm súng, những anh bộ đội Cụ Hồ. Hơn 30 năm qua, nơi mẹ vọng thờ chồng, người bạn đời, một nhà giáo đã cùng mẹ vượt qua bao khó khăn nuôi dạy các con nên người. Ngôi nhà ấy là điểm đến của những người thân, bạn bè, đồng đội. Ngôi nhà ấy là nơi mẹ tảo tần lặn lội làm ra đồng tiền trợ giúp cháu con. Phần còn lại góp vào việc hội, công đức, chùa làng và đỡ đần những hoàn cảnh vẫn còn gian khó. Xin nhường lời cho mẹ kể lại những băn khoăn bộn bề cuộc sống để vượt lên bao trăn trở đời thường. Người đi ra ngoài này thế là độc lập tự do có mình, không có trông vào con cái gì hết. Thế thì chỗ bố trông dài là nuôi, là mà nuôi mồm, nuôi con, nuôi cháu, vẫn có tiền cho con, chứ không phải là không ạ. À. Tôi vẫn câu góp được tiền cho cháu, cho chắc, chứ không bao giờ tôi tiêu mình cho tôi được. Tôi thí dụ được 5 triệu, 3 triệu tôi lại gửi cho con đứa này và ít đứa kia ít, chứ không cho đứa nào tất. Vâng, vâng. Vâng. Đấy, tôi nghèo lắm ông ạ. Vâng, vâng. Không có áo, không có mà mặc, tôi nói thật với thế đó, cái chỗ hổ bây giờ mới có thế này. Khi chưa nhìn đói 7 ngày không cơm đấy. Vâng, vâng. Đứa nào nó quý mẹ, thương mẹ lắm, không đứa nào dám láo liếu. 5 thằng con trai, người ta bảo 5 thằng thì trời dạy, nhưng mà con tôi ngoan lắm. Không đứa nào láo ông ạ, không đứa nào biết ăn cắp, không đứa nào láo. Tôi dạy con tôi lúc còn bé, cho đến bây giờ, đến lúc đi bộ đội, đứa nào cái 5 đứa như nhau, quý mẹ. Rồi thì học hành đến nơi trốn không có láo liếu. Bây giờ là nhà nước cho đi là làm việc hết, không có đứa nào ở nhà cả, đi bộ đội xong thì về lại làm việc dân, việc nước hết, không có tín nhiệm lắm. Cuộc đời với biết bao biến cố thăng trầm, vui buồn đan xen, cùng với những đổi thay của làng quê, nơi đã sinh ra cha mẹ, cũng là nơi mẹ đã cùng cha sinh ra, chăm sóc, dạy bảo những người con hiếu thảo, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng tổ quốc, quê hương. Phần lớn những điều đó sẽ được phản ánh qua bản trường ca lục bát do người con cả, thay mặt các con cháu của mẹ kính tặng. Chúng tôi sẽ dành phần cuối phóng sự phim này để thể hiện bản trường ca đó. Bây giờ, chúng ta hãy theo chân mẹ trở lại nơi tổ đường phụng thờ họ Lê Văn, người kết nối dòng tâm linh giữa vong linh tiên tổ và những người đang sống là vong linh cố nhà giáo Lê Văn Cử. Một con người mà phần lớn cuộc đời và công sức gắn liền với sự nghiệp chồng người trên quê hương Phù Ninh đất tổ. Xin hãy dành một khoảng thời gian tĩnh lặng để nghe mẹ đọc lại những vần thơ đong đầy kỷ niệm về những tháng năm gian truân nhất và cũng hạnh phúc nhất
trong thời khắc chia tay người bạn đời thân yêu của mình về cõi vĩnh hằng, về với các vong linh tiền nhân tiên tổ. Vợ chồng bạn nghĩa trăm năm, duyên rời đã định phải chăng hay là 39 tuổi đâu già, em vừa 41 trao đà bỏ đi, đành lòng từ biệt chia ly, em còn ở lại anh đi sao đành. Trời sao vội giết duyên tình, duyên thì dáng dở mối tình chia đôi. Anh đi em những ngậm ngùi, để thương để nhớ để em buồn giàu, để em nghĩ trước nền sau, tông chăn chở chiếu anh đâu mất rồi. Phải chăng chỗ hận con người, duyên thì dáng dở Phật trời rước đi. Thôi thế thì thôi, sinh quý tử suy, anh về chín suối anh thì thấu cho. Trên mảnh đất này, căn nhà gỗ lợp ngói năm gian xưa đã được gia đình công đức góp phần tôn tạo chùa làng. Ngày nay đã được thay thế bằng nếp nhà xây đổ mái bê tông vững chắc. Cùng với những đổi thay của làng quê, những con đường bê tông đã trải dài thôn xóm đã hết cảnh lầy lội lúc trời mưa. Những cây xanh thẳng hàng rợp mát đỡ nắng lửa trưa hè. An Đạo quê mẹ đang chuyển mình trong phong trào xây dựng nông thôn mới với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Chúng ta hãy cùng theo chân mẹ ra thăm và chăm sóc góc sân mảnh vườn đã bao vụ sum suê quả ngọt, mượt mát rau xanh cùng những loài hoa thơm ngát. Cái biển nước mưa ngày xưa nay đã hơn trăm tuổi vẫn còn đây. Mỗi khi nhìn thấy, mẹ lại nhớ cái thời hạn hán phải ra tận giếng làng hàng ngày mang về vài chục cánh nước trên đôi vai thon gầy của mẹ mà vẫn chưa tày lưng biển. Cái sân lát gạch cổ là nơi vui chơi của cả đàn con cháu. Cái sân gạch ấy đã từng nâng chân họ bước đến trường làng, học chữ, học làm người, có văn hóa, có kiến thức, góp phần vượt qua đói nghèo, thiên tai, địch họa, làm giàu đẹp và gìn giữ quê hương. Dường như trời đất tổ tông, nội ngoại đã ưu ái ban tặng cho mẹ một khả năng cảm nhận thuộc lầu, nhớ lâu những bài thơ đã nghe, đã học. Hơn thế nữa, mẹ còn tự làm thơ, không những chỉ để đọc cho bầu bạn con cháu nghe những lúc nông nhàn, những ngày lễ cưới, hội vui, mừng xuân đón Tết, mà còn là món ăn tinh thần động viên đồng đội băng đèo vượt suối, đạp bằng mọi trở ngại gian nguy trên những chặng đường kháng chiến năm xưa. Đã gần 70 năm trôi qua, kể từ ngày tham gia chiến dịch Tây Bắc, những vần thơ ấy vẫn luôn gắn bó cùng mẹ trong hành trang giản dị trên những cung bậc trầm thăng của những chặng đường đời. Xin hãy lắng nghe những lời thơ của mẹ. Năm xưa, trên nghĩa lộ nắng mưa chẳng tròn, đêm đi ngày nghỉ đường trơn, chẳng hề có nhọc chiến trường đánh Tây. Tải lương gánh đạn ăn chay, suốt cả đêm ngày phục vụ quân binh, lại đi chiến dịch hòa bình, bom đào đạn chới mong lâu đạo chủ, giết cho sạch bóng quân thù, núi đinh giật chiếm pháo thù rồi theo. Lại đi chiến dịch điện biên, đèo đao được ngón thường liền đi qua. Vũng Châu chế ngắn là nhà, kho trường vận phúc mở ra hàng ngày. Được quế thần chú máy bay, tông cao kho đạn chuyển ngay chiến trường.
qua bao nhiêu khắp bản mường, thả khoa thiết lót chiến trường đánh Tây. Cò nòi pháp chạy đêm ngày, bộ đội chiếm đóng bao vây cò nòi. Tuy không phải là nhà thơ theo quan niệm hiện thời, và có lẽ mẹ làm thơ không để đạt được danh hiệu đó. Với mẹ, thơ đã có sẵn trong từng huyết mạch, từng hơi thở. Thơ đi ra từ lời ru của bà, thơ lặn vào lời ru của mẹ. Thơ đến từ ngọn cỏ, lá cây, dòng sông, bến nước, con đò. Thơ ngân trong đêm trăng thanh, trong ngày giông bão, và cả khi bom gào đạn dộ. Với mẹ, thơ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong thực đơn. Sống để làm người có ích với cuộc đời. Miễn chấp mọi điều tôi vui, tôi xin các cụ đều ngồi, cơi dầu khay nước tôi thời dâng ra. Dẫu sao cùng mẹ con ta giàu thời cải bưởi câu là đầy non. Vàng thì sánh với đá son, tuy rằng các xóm như con một nhà. Tôi trông với các cụ như ngọc như ngà, vui nào bằng hội ngân nga vui vầy. Trăng gặp hội rồng mây, vui nào loan phượng kết cây ngô đồng. Tôi trông với các cụ như tiên loan bồng, như hoa với nở lan bồng cảnh xuân. Bây giờ xuân lại kỳ xuân, giàu xuân tiếp khách quý nhân chơi bời. Thưa thưa các cụ mấy lời, làn chè rộng khẩu đủ mùi thế gian. Cuộc vui vui nhất hiền quan, đồng danh thường uống huệ loan thỉnh cầu. Lấy đâu kinh sử làm đầu, chúc mừng muôn cụ gia hầu cụ đây. Thông gieo chúc múa vui thay, cơi dầu loạn thủy chúc mây hóa rồng. Dầu xuân dầu lộc kim đồng, dầu một chữ đồng tôi thiết cụ sơi. Đầu xuân tôi được khai hoa, kính chào các cụ đến nhà hôm nay. Chè ngon tôi chắp một khay, cau tươi dầu lộc chắp đầy đĩa hoa. Thưa rằng năm mới đã qua, bước sang năm mới hội nhà mừng xuân. Cụ đi mừng cảnh xuân cần, cụ đi lễ Phật cho dân an toàn. Ở nhà con cháu bình an, cụ đi lễ Phật lại càng khỏe lâu. Nhớ hồi phục vụ năm xưa, đúng rồi. Chiến dịch nghĩa lộ nắng mưa chẳng sờn, đêm đi ngày nghỉ đường trơn, chẳng hề khó nhọc chiến trường đánh Tây. Cải lương gánh đạn hang say, suốt cả đêm ngày phục vụ quân binh. Lại đi chiến dịch hòa bình, bom đào đạn chới phong lâu đạo trù. Giết cho sạch bóng quân thù, núi đinh giặc chiếm pháo thù dội theo. Lại đi chiến dịch điện biên, đèo đao đèo cón thường liền đi qua. Sông Châu chuỗi ngắn là nhà, kho rừng vạn phúc vào ra hàng ngày. Đèo Quế thường trú máy bay, tông cao kho đạn chuyển ngay chiến trường. Tôi đi lễ cảnh chuyển trả. Lễ rồi mẹ đón về nhà mẹ ngay, thích thời mẹ thiết cơm ngay, cỗ mẹ chuông nhạt cũng tẩy tố nga, mông thau bắt vịt đĩa ngà, toàn đồ hải vị đồ hoa cánh tàu, nem công chả phượng đậm màu, chén quỳnh hương phước thơm lâu ngạt ngào, đôi tay con nâng chén rượu đào, có lời thưa lại con chào mẹ anh. Khen rằng mẹ khéo cơm canh, toàn đồ hải vị chén quỳnh âu ca. Rượu này mẹ chả nấu ra, rượu bà nghi địch vẫn chưa hãy còn. Rượu đào chén lý là ngon, mời mẹ dựng đũa để con theo cùng. Lớn lên trong vòng tay, trong tình thương bao la của cha và mẹ. Sau những chặng đường chiến đấu và dựng xây tổ quốc, con trai cả của mẹ, cựu chiến binh Lê Đăng Khoa, hội viên câu lạc bộ thơ Việt Nam chi nhánh huyện Phủ Ninh, tỉnh Phú Thọ, đã viết bản trường ca lục bát đời mẹ bến thơ. Bằng tất cả lòng biết ơn và kính trọng, anh đã chất chiêu cảm xúc từ trái tim mình, trái tim người chiến sĩ cách mạng, huyện hòa dòng máu của mẹ, của cha, về từng con chữ dệt thành vần thơ kính tặng mẹ. Chúng tôi xin phép được trân trọng đọc lại toàn bộ bản trường ca này. Đời mẹ đến thơ.
kính tặng mẹ của chúng con. Tác giả Lê Đăng Khoa. Phần 1. Lấy chồng từ thuở 15, đang độ trăng rằm nào dám thở than. Trải bao gian khổ cơ hàn, dân công hỏa tuyến băng ngàn vượt khe. Nghe tin thắng trận Đèo Nhe, lên miền Tây Bắc đóng bè ngược sông. Xem thường Đại Bắc Cam Nhân, mặc tê vanh xít lượn vòng ngó nghiêng. Đường vào chiến dịch Điện Biên, có người con gái từ miền Trung Du. Chưa từng được hát lời du, khúc quân hành đỡ câu hò vần thơ. Ali hò lờ, dòng sông con suối đôi bờ trắng ngân. Nghe lời Bác gọi toàn dân, trường kỳ kháng chiến xả thân quên mình. Quyết tử để tổ quốc quyết sinh, lời thề vang vọng hòa bình tự do. Đường lên đèo Cón quanh co, cỏ nòi hát lót xe thồ vượt non. Vẫn không quên lúc ném còn, qua cái vạnh tròn quả kén ngậm mây. Hoa ban đỡ mảng xương dày, điệu xòe câu ví ngất ngây tình đời. Em lên Hồng Cúm xa xôi, thương người chiến sĩ giữ đồi Him Lam. Đêm đêm mải miết đào hầm, xuyên thắt lưng địch đường ngầm mở ra. Đạp lên rào kẽm sông pha, bắt tướng Đờ Cát phải ra đầu hàng. Bài ca ra trận rộn vang, rạng rỡ sử vàng chiến thắng Điện Biên. Đã thành kỷ niệm không quên, 6-7 năm vẫn còn nguyên sắc màu. Dòng sông vẫn chảy qua cầu, vần thơ vẫn ở thẳm sâu tấm lòng. Một thời vì nước xa chồng, xứng danh con cháu Lạc Hồng Phù Ninh. Phần 2. 7 năm trọn vẹn ân tình, việc nhà, việc nước tự mình đảm đang. Sắt son nghĩa xóm tình làng, thắm duyên chồng vợ vững vàng thủy chung. Trời thương ban cậu đầu lòng, mùa thu Đinh Dậu nối dòng họ Lê. Theo cha đèn sách say mê, con khoa bố cử giữ lề tổ tông. Mẹ lo công việc ruộng đồng, bãi ngô ruộng lúa ven sông quê nhà. Cha dạy học ở Liên Hoa, khai tâm mở trí vượt qua đói nghèo. Bình dân học vụ mẹ theo, biết thêm cái chữ gieo neo lui dần. Đêm đêm vọng tiếng đánh vần, xóa nạn mù chữ toàn dân nức lòng. Nhớ thời thanh niên xung phong, bài ca ra trận lập công diệt thù. Thành vần thơ lịm lời du,
Gió mùa thu, gió mùa thu ơi à, làng quê rộn tiếng ề a, trẻ con học chữ, người già học thơ. Mùa xuân đánh trống phất cờ, toàn dân mở hội phát bờ xẻ mương, tham gia đắp đập mở đường, liên thôn liên xã ruộng nương rộng dài. Bài ca giải phóng đôi vai, đường lên hợp tác tương lai rạng ngời. Trên bờ đê 202 vang lên tiếng trẻ ôn bài luyện thi, công trường thủy lợi diệu kỳ, chống hạn xả lũ xá gì bão dông, nghiêng đồng đổ nước ra sông đã thành câu hát thắm nồng tình quê. Vườn nhà quả ngọt sum suê, đời sống sung túc thỏa thuê mẹ cười. Phần 3. Tổ tông thuận đạo đất trời, ban thêm trai thứ chào đời mến thương. Mùa xuân Canh Tí quê hương, theo lời đảng bác chỉ đường ấm no, hòa bình hạnh phúc tự do, chủ nghĩa xã hội cơ đồ vẻ vang. Năm Quý Mão chớm hè sang, sinh thêm em bé họ hàng mừng vui, nhưng lòng mẹ vẫn ngậm ngùi, nửa mình tổ quốc sụp sôi căm hờn. Bài ca chiếc gậy Trường Sơn, bồi hồi nhớ nẻo đường trơn thuở nào. Qua miền Tây Bắc gian lao, tình yêu đồng đội quyện vào vần thơ. Thế rồi mọi chuyện chẳng ngờ, chiến tranh phá hoại xác xơ xóm làng. Lời thề chống Mỹ ngân vang, thanh niên nô nức lên đàn say mê. Đinh Mùi 67 giữa hè, tin vui thắng trận gửi về trong thư. Sinh cậu con trai thứ tư, trên trời quạ Mỹ gầm gừ đảo điên. Đạn bom rơi khắp mọi miền, chiến tranh tàn khốc triền miên khó lường. Làm tròn nghĩa vụ hậu phương, thêm sức chiến trường anh dũng lập công. Toàn dân vững chí chung lòng, phát huy truyền thống lạc hồng vẻ vang. Trai ba sẵn sàng, gái ba đảm đang, trở thành lẽ sống vững vàng hiên ngang. Xứng danh với 8 chữ vàng, Bác Hồ đã tặng mẹ càng thêm vui. Phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Phần kết. Cuối đông Kỷ Dậu đầu Canh Tuất, trời lại cho cậu út chào đời. Cả nhà phấn khởi thành thơi, thành tâm kính cẩn đón mời xuân sang. Nhà ta ngũ tử trình làng, tạ ơn trời Phật đã ban phúc dày. Tổ tông nhân nghĩa đủ đầy, cháu con cần mẫn dựng xây cơ đồ. Cha gom thành mấy vần thơ, đợi đến giao thừa kính lễ tiền nhân. Chuông chùa làng bỗng rung ngân,
đến thơ lời mẹ trong lòng lời quê mẹ vẫn cần mẫn tảo tần chở nước về xuôi. Dòng sông ấy đã đi qua biết bao bờ bến, dòng văn thơ dân tộc đã dọc ngang xuôi ngược bao bến bờ gần gũi xa xôi, từ nguồn cội hoang sơ cho đến ngày nay và cả muôn sau. Với mẹ, dòng thơ văn ấy đã tự mình, tự nhiên và tự do ghé lại. Bởi ở nơi này, với những điều ta đã hiểu về mẹ, xin chân thành kính tặng mẹ cụm từ mộc mạc, giản dị, khiêm nhường và cũng thật thanh cao. Đời mẹ.